Mới bước vào đầu tháng 10 thì dân tình lại được dịp xôn xao về một trường hợp rất là hy hữu. Một cô dâu ở tỉnh Điện Biên đã bùm 150 mâm cỗ cưới từ một nhà hàng tại thành phố Điện Biên. Khi mọi thứ nhà hàng đã chuẩn bị sẵn sàng thì quan viên hai họ cùng với khách mời chẳng thấy đâu. Vào đêm hôm trước diễn ra đám cưới thì vợ chồng cô dâu vẫn đến nhà hàng này để ăn tối và hỏi thăm về tình hình cỗ cưới của ngày mai. Nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dễ dẫn đến câu chuyện dở khóc dở cười này. Và cư dân mạng đã đưa ra rất là nhiều ý kiến khác nhau. Một số người thì cho rằng cô dâu này đang bơm cái tiệc cưới này cố tình chơi khăm chủ nhà hàng. Một số người thì cho rằng là vì một cái lý do đột ngột nào đó mà cô dâu phải hủy hôn. Và cũng có ý kiến cho rằng là anh chủ nhà hàng này đang cố tình tạo một cái sự kiện, một cái scandal để cho nhà hàng của anh ta nổi nhất cái vịnh Bắc Bộ. Rõ ràng là trong cái thời điểm này thì nhà hàng của anh ấy thật sự là đang nổi nhất vịnh Bắc Bộ thật mọi người ạ. Chúng ta hãy tìm hiểu xem là niềm tin nó lớn cỡ nào mà đặt 150 mâm cỗ không cần hợp đồng cũng như không cần một cái hóa đơn đặt cọc nào hết. Thì mời mọi người cùng xem một cái đoạn video nhỏ để hiểu hơn cái sự việc, và sau đó là những cái bình luận từ cộng đồng mạng, và cuối cùng sẽ là những cái phần bình luận của Ly Mi. Mời mọi người cùng theo dõi nhé. Sao nhưng mà mình sao mình chủ quan thế nhỉ? Là mình không ấy tiền đặt cọc hay là gì à? Thì tại nó khách quen ở đây nên được. Quý ăn gian ở đây nhiều rồi. Bình thường nó trả ăn sòng phẳng, nó chẳng bao giờ lợ lần gì hay cũng ấy. Có đặt tiền đặt cọc hay gì không anh? Không ạ. À, không đặt cọc tí gì luôn. Chỉ mỗi gọi điện cho anh là đặt 150 cỗ với giá là 1,5 triệu thôi. Có hứa hẹn xuống đặt cọc nhưng mà mình không xuống. À, hẹn xuống đặt cọc nhưng không xuống, nhưng mà anh vẫn chủ động làm cỗ. Vâng, sợ lỡ hẹn đấy chứ. Sợ lỡ việc của người ta đúng không? Vâng, hai là có cô dâu đây làm tin nên là mình cũng tin. Cô dâu ngày nào cũng đấy cũng hỏi thăm cũng cỗ bàn cũng các thứ. Thì mình tin tưởng. À, có nghĩa là ngày nào cũng có cô dâu cũng... Cả tối hôm qua vẫn ăn cơm ở đây. Và sau đây Ly xin đọc một số bình luận của cộng đồng mạng trên Facebook. Cũng phải công nhận là còn nhiều ẩn khúc. Và hơn nữa, sau khi thanh lý hết 150 mâm mà nhân với 50.000 mà bảo thu về 20 triệu tiền cổ thì không hiểu lắm. Chưa bao giờ thấy trường hợp này thật, vừa tội nhà hàng, vừa thấy quá hài. Số mâm lớn như thế phải nhận cọc chứ. Một bài học cho các nhà hàng nha, bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận rõ ràng. Nếu có giấy tờ hợp đồng bằng chứng rõ ràng thì người kia phải đền. Còn không có, không đủ chứng cứ thì chịu thua. Tại sao lại có những người thích làm khổ, hại người khác như thế nhỉ? Ác độc quá. Và có một cái bình luận rất là hài hước như thế này. Kiểu nhỏ này nó hoang tưởng là nó chuẩn bị lấy chồng. Tới sát giờ cưới đùng một cái phát hiện ra mình tưởng tượng. Thế là bùm bùm. Nhiều lúc cuộc sống muôn mà muôn vẻ không nói được vì sao có những vụ lừa đảo chiếm đoạt lên tới hàng trăm hàng ngàn tỷ. Dù sao thì cũng chia buồn cho vợ chồng chủ quán vì thật thà tin người quá. Còn ý kiến của cô chú anh chị em đang xem kênh L'Italia TV thì thế nào? Mọi người bình luận cho Ly biết nhé. Nghe vẻ Ly kể trên trời dưới thế có 102 đám cưới định ngày vào rằm tháng 8. Cô dâu trẻ lắm, nhà ở Điện Biên, rất là có duyên đến nhà hàng đặt 150 chẳng mâm cỗ 1,3 triệu. Nào chép, nào gà, nào tôm, nào mực, tính luôn ăn chật rạp cổng trải dài, mất 20 chai vì dựng lấn chiếm. Lòng không chấp niệm nhà hàng vẫn vui, chờ mai chung đôi mừng cho đôi trẻ. Con út chưa đẻ mà nó đặt bơm, 11 giờ hơn không một móng khách. Mặt mày trắng nhắc, ông chủ la làng, gọi phone đàng hoàng, trưa nay mày cưới. Cô dâu mới nói,
Rơi lại buổi chiều, ông chủ biết điều vẫn chờ vẫn đợi. Buổi chiều đã tới dâu rể biệt tâm, gặp đúng con hâm nhà hàng lỗ nặng, vừa cho vừa tặng kêu gọi cộng đồng. Giải cứu cổ xong trình lên hình cảnh, tìm cái con rảnh chơi khăm nhà hàng. Tháng trước rõ ràng nó đeo nhẫn cưới, nào ngờ nó chuối phút chót bẻ kèo. Niềm tin đã gieo hợp đồng không soạn, giờ út dạng hán chạy biến phương nào. Máu sản tức trào MC chửi đổng, cái mồng út nhõng làm khổ lây tui. Covid bị xui xô chậu hổng có, mà út chơi chó gạo lấy gì đông. Coi có khổ không cái con cà chớn, nhìn kỹ đã lớn đâu phải trẻ trâu. Út chưa có bầu sao bơm út đặt, có lẽ cũng ngặt một nỗi như vậy. Gặp thằng chồng lầy hứa rồi hổng cưới, đàn trai hổng tới lấy gì vu quy. Mất mặt quá đi nên nàng bỏ trốn, nhà hàng khốn đốn mất một đống tiền. Giấy cọc hổng biên lấy gì tính sổ, một bên bị lỗ một bên ế chồng. 200 triệu đồng kêu chồng út trả, tại chồng út cả hay tại út đây. Đang sống trên mây với thằng họ Sở, hay là út nở lừa gạt người ta. Soạn bài cổ ra để cho lỗ nặng, dù đen hay trắng cũng nên rõ ràng. Đặt bên nhà hàng quả này chơi lớn, út quá đu đỡn ý thức để đâu. Gọi hồi một câu mở không nổi miệng, hôn nhân là chuyện đâu thể nói đùa. Lúc nắng lúc mưa ông trời bắt mạch, đến ổng cũng cạch cái bệnh hứa lèo. Sau này có sale cũng ai thèm lấy, còn ông chủ đấy cũng thiệt cà tưng. Ai đời người dưng mà tin tưởng quá, dù khách quen nhá biêu cọc đàng hoàng. Giờ mất tiền oan hợp đồng bằng mỏ, thôi thì chờ đó út lấy được chồng, út lại kiếm ông để mà đặt cổ. Lúc đó bù lỗ ông tính gấp đôi, hy vọng sớm thôi có người lấy út. Lấy út cái mà lấy út. Mèn bét ơi, bà con cô bác ơi, một cái đám cưới mà khoảng chừng 5-70 mâm là nó đã gọi là rình rang rồi đúng không mọi người ơi? Một cái đám cưới 5-70 mâm là nó đã rình rang rồi. Cái này nó gấp đôi luôn, 150 mâm cổ luôn, là nó rất là lớn luôn đó. Mà tại sao mà chủ nhà hàng mà đi để cho người ta đặt miệng như vậy? Một cái số tiền nó khá là lớn mà vừa cổ cưới nè, vừa cổng vừa rạp này kia nọ nữa, rất là nhiều luôn. Chủ nhà hàng này chơi sang chơi sợp thiệt chứ cũng không cần phải đặt cọc gì hết hen. Nó tin tưởng quá, tại vì nói nào ngay hay vợ chồng mà sắp cưới này đó là khách quen của nhà hàng, và mời cái chát trước cái bữa cưới vẫn còn đến nhà hàng này để ăn nữa mà không hiểu sao ha, trước cái ngày cưới mà vẫn còn thông dong dắt nhau đi ăn nhà hàng được hen. Mà mình giả tỷ nha, bữa tối trước khi cái ngày rước dâu đó mà lỡ mà có gây lộn gây lạo gì đó mà quyết định là không có cưới nữa đó, thì làm sao mà có thể hồi được cái đám cưới này nó nhanh tới như vậy. 150 bàn vị chi là bao nhiêu người, 150 mâm cổ là 150 bàn, một bàn 10 người, vị chi là 1500 người. 1500 người khách đó, thử hỏi bà con cô bác coi làm sao, thí dụ như trong vòng một buổi sáng hay là một cái buổi tối muộn đó hay là một cái buổi sáng lại đó mà hồi cho được thì hay dữ vậy. Đến cái giờ cưới thì không thấy bóng dáng một cái người khách nào hết trơn. Ly rất là thắc mắc luôn, cho nên là
Chỉ có cái trường hợp là muốn chơi thăm cái nhà hàng này mà thôi, đi đến ăn uống thường xuyên để tạo cái sự nhẵn mặt, cái mặt quen mặt để tạo cái niềm tin rồi đó. Khi mà cảm thấy cá cắn câu rồi bắt đầu đặt cổ cưới. Mà nếu như mà nói là muốn chơi thăm nhà hàng thì mình phải lật lại, phải không? Bà con cộng đồng rất là hay luôn. Phải hoan nghênh bà con cộng đồng là tìm ra được cái cô gái này rất là hay luôn, tìm được cái Facebook của cái cô dâu này. Và cách đây một tháng cổ vẫn còn khoe nhẫn cưới mà. Rồi nghe đâu là cái tuần trước cái lễ cưới đặt nhà hàng đó là còn đi thử váy cưới rồi, rất là bình thường luôn. Nghĩa là cái đám cưới này đã được định sẵn rồi, là có thể diễn ra rồi, là nó có thật chứ không phải là đám cưới ảo. Cái tấm ảnh như thế này thì mình tin tưởng rằng cái đám cưới này là có dự định để diễn ra. Thế thì lật lại nữa, lại phải hỏi nữa, nếu như mà gây lộn, bất hòa, không muốn cưới, cái bữa trước nhà đám cưới vẫn còn dẫn nhau đi ăn tới nhà hàng này ăn, có nghĩa là chưa có gây lộn, chưa có muốn hủy hôn. Có thể tối về lại hoặc là sáng sớm gì đó mà gây lộn gây lạo gì đó, xích mích gì đó thì mới hủy hôn. Mà như Ly đã nói mới cái sạc đây thôi, là làm sao mà khi mà hủy hôn mà hủy một cái đợt như vậy được hay vậy. Rồi bao nhiêu là thiệp cưới, thiệp mời gửi đi phát đi hết rồi, làm sao mà hồi nhanh dữ vậy mà tới 11 giờ sáng thôi là nhà hàng không có thấy một cái món khách nào đến hết đó. Không, nó thành một cái vòng lẩn quẩn đó mọi người. Nói cô dâu này cổ chơi thăm nhà hàng này cũng không có thuyết phục luôn nữa. Vì những cái chứng cớ rành rành ở trên Facebook là cái cuộc hôn nhân của cổ là chuẩn bị diễn ra mà. Cái bữa trước ăn hai vợ chồng sắp cưới còn đến hỏi thăm về cái vụ mâm cỗ tiệc tùng nữa. Hỏi thăm coi nhà hàng chuẩn bị tới đâu rồi nữa. Mà trong khi đó là trong quá trình đó là ba của cổ lại chồng của cổ cũng gọi điện cho nhà hàng rồi tạo cái niềm tin nữa. Thì thế thì sao? Không lẽ nguyên cái nhà này giữa chồng cổ với cổ và cái nhà của cổ nữa là đi hùa nhau để mà gạt nhà hàng. Đã chơi là chơi cho lớn luôn ha, đặt tới 150 mâm lận ha, 150 bàn hàng chi. Người ta dựng rạp mà người ta lấn ra ngoài đường luôn để mà bị phạt hết 20 triệu đồng về cái tội lấn chiếm lòng ngoài đường, người ta phải sửa lại này kia. Thấy không, nguyên cái giải rạp thấy hoành tráng ghê chưa. Trời ơi, cú này quá là đau luôn. Thôi thì trời ơi, bây giờ là Ly với lại cô chú anh chị em phải hóng cái tin này để chờ cơ quan chức năng triệu hồi cái cô dâu đặc biệt của năm để xem là cô ấy giải thích cái trường hợp này như thế nào. À, cũng chờ tin ông chủ nhà hàng, ông đến nhà của cô dâu này coi giải quyết như thế nào nè mọi người ơi. À, để coi đây có phải là sự thật không, sự thật là bên nhà cô dâu chơi khắp nhà hàng, hay là sự thật là đám cưới bị đình chỉ đột ngột, hay là do là ông chủ nhà hàng này ổng muốn tạo sự nổi tiếng này. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi Litalia nha, để Ly tìm hiểu cái câu chuyện này coi nó ra ngô ra khoai như thế nào nha. Rồi bây giờ rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Ly đến giờ phút này. Mọi người ơi, xem nhớ tặng cho Ly cái like nha, rồi share video cho Ly, ủng hộ cho Litalia để Ly có động lực làm thật là nhiều cái video rất là vui giải trí cho mọi người nhé. Giờ thì Ly xin dừng video lại tại đây nha. Mến chúc cô chú anh chị em mình luôn luôn vui khỏe và sự bình an. Litalia xin chào và hẹn gặp lại.